đi coi, tính dọc mà kia thôi để qua hiếm ba, thấy ba mặn cá đi qua chơi, để cho bà ngoại nó phụ đi, mình đi vô chơi mình vào, lâu lâu mới có dịp đi một lần. Hắn ở nhà không? Ê, trời ơi, bọn ốc té. Gì vậy Bình? Đi con đi, đừng đụng đó. Ông mới đừng có đạp chân. Đạp chân nó ấy. Chắc gần 4 giờ. Ê, được. Quên nữa, mọi lần con chó cọt đó. Đi xuống đây nè. Ê, trời ơi. Quần tuột quay trời. Hello. Thôi đụng vô khóc à. Không dám đụng luôn. Kho hả ba? Bằng cá kho hả? Câu nó quy câu ở đâu? Đã hả trời? Ủa ở đây đây, đây đầu chờ giờ kìa. Mấy ngày nay có ăn đâu, hôm nay có ăn đâu. Nay tao mới giật nhớ tao mới mần. Bọn con té hả? À bánh ít 30 đạt. Phụ để coi làm gì ta, nãy làm đầm hông vịt mần sáng vậy á, nãy làm đầm với lại làm khổ qua, khổ qua hầm, nay nắng phơi vàng đã ha, mấy ngày mưa sao nay nắng, còn mấy bữa trước mưa quá trời. Ủa nay ổng mặn đâu, chú ba mặn đâu? Chưa, ngày ngoái để mà ổng sơn xong mấy màu. Sơn xong mới tới mấy ông thợ hồ. Ờ mấy bầy gà nè con đã vậy ta. Hai bầy luôn ha. Nó bệnh nó chết ráo rồi. Ủa mà bầy này là 17 con mà, giờ còn 11 con. Gì nó đẻ nhiêu trứng mà nở 17 trứng con dữ hả? Con nó đẻ chung rồi chúng ba để luôn. Dạ. Ừ cái rồi. Là chưa ăn con ấy nha. Ừ, đất mình phải có cỏ cây kìa. Nó phản phát á, rộng á, có nắng đâu á. Hồi xưa trong ngoài con cũng vậy, vì mưa nó hay chết. Kiểu như nó yếu hay sao, hoặc là nó mắc mưa cái nó lạnh nó chết. Nó giờ cũng thấy sao thấy không ổn. Đêm nó phơi nắng. Trời ơi, bò đực đã ta, hiếm hai, hiếm ba hai con hả? Cái thầm chứ đực gì? Ủa? Sao giống đực vậy? Thôi ngoài ngoái, mà chắc bà cũng chuẩn bị đẩy đi á. Mà giờ bò đẻ ba ơi. Nó đang đẻ mà không biết sao. Bò nhỏ hơn ba, nó không trả cho 12 triệu. Gì ghé vậy trời? 12 triệu, ba còn chưa chịu đâu. 12 triệu còn bên con bên kia. Tính kèm luôn hai con đó, mà để coi còn sao. Hai con nhiêu? Bữa bò bắt ba này hai con bốn mấy gì á, bò cái đớt giá sao kỳ ta, cũng cũng con bò mà phân biệt đực nhiều tiền còn cái rẻ tiền, là cái công. Thôi bà làm ba bàn chắc khỏe hơn á, thôi vậy làm cái bàn cho nó khỏe bà ơi. Chuẩn bị hết mưa rồi, tháng nữa hết mưa rồi. Chừng nào nhập học quy? Lên lớp mấy? Lớp 9, lên lớp 9 hay lên lớp 10? Lớp 9 thì gắng học nha, không lên mới lên lớp 10 á. Thì phải thi, ở nhập tỉnh hả hả?
đằng giờ chạy xuống tuốt với mày Tịnh An chứ đâu còn bên đây nữa đâu. Ừ, sao ngoài ngoài? Chính trong đây hả? Còn ngoài kia 6, 7, 8 quá ha. Ủa thằng Bin đâu ta? Bin trong nhà Quyên chiều về hả ma? Đừng có lấy nó nha Bin. Mấy mèo mày lạ thấy mày như mèo trong mặt người nó dễ nha. Cắn xúc với cù mẹ. Cù nó không sợ đâu. Con về nhà thím ba. Hôm nay nắng bao phơi các bạn thấy đã ha nó. Xuống phơi buổi sáng cây chiều dọn vô xong rồi. Để vô nựng nựng nhỏ nựng cái rồi đi về cái. Thôi thôi ơi thôi thôi chị Liễu đi về không hèm nựng. Tính nựng mà không được. Đây. Về ấy, ôi con cá nè, cua Bin. Lắc lắc cho nó ăn. Đó, nó ăn kìa, chồng nó ăn kìa. Không đâu biết đâu, cá sặc, cá bảy màu, ai biết. Cá hải tượng kìa. Cá ba đuôi bảy màu. Hả, cá bảy màu ba đuôi gì phải không? Cá chép nữa phải không? Ủa con này con gì hải tượng hả? Lần ha. Cắm chạm sờ tay bay ngay hai củ. Ờ ghê dáng bạn. Trời ơi chị Quyên. Mới mặn vậy nó tăng ca Quyên. Mẹ về kìa mẹ về cái. Ủa cười hay khóc vậy ba chị? Chị cười hay chị khóc? Về nè Bin. Có mua bánh cho em không? Kẹt xe không Quyên? Ủa bữa hay tai nạn là chỗ nào? Cái đường đi ba. Là ở trong khu công nghiệp hả? Ủa mà trời sao ông kia té rồi xe nó ta tông tới hả? Không biết luôn, không rành. Thấy đó, thấy ta nói đó. Thấy ghê quá ha. Sao mẹ mà lên mà người ta, ta chết tại chỗ luôn ha. Ừ. Nhả giết rồi. Nhả giết nè. Gái, nhả gái nha. Mốt đẻ ăn đứa nữa, gần đứa này ăn trai chứ bà giờ nhả với con gái nó mốt đẻ không, không biết ra gì nữa. Nhỏ đợi mẹ kìa. Hồi nay tím đã quá ta. Này tím hay là đỏ? Đâu xả ra coi. Mốt chị đẻ xong cái chị quất quất con cái cho má chồng chị hết hồn coi. Chị quá ống nút đó bà. Đây đây con chó cái sủa quá. Đi về. Một lần bà ba có cọ con này nãy con đi nó út sợ. Cái gì vậy? Trời ơi, dịch nó lại nó tắm kìa. Dịch nó tắm đi về rửa chân với mà út nha. Ông nội đang quét kìa. Đi đó hả? Mà út đi coi. Rồi té không? Rửa lẹ đi để bà ngoại về bà ngoại la nè. Hai mỏ cháo mình về nãy giờ mà chưa rửa. Chắc bốc bốc thao nó được rồi. Ủa bà ngoại về kìa. Ủa về sớm mà. À, xong công chuyện rồi về. Ủa gì chưa ấm giỏ rồi má xách bánh ít về hả? Bà Mười gửi về cúng Phật với cúng ông nội rồi ăn. Bà nói nay cũng cho mai cũng cho trước. Cho nay trước luôn ha. Ừ. Vậy mới để trong nhà lát con ấy con cúng cho. Nè rửa chanh xong đi rồi lấy dĩa cúng. Con này ấy sao má giờ chút ra hết luôn hay có lựa gì không? Rửa đi rồi má lựa cho con không biết rửa đâu. Má có sửa đồ cho thằng Bin không? Má sửa luôn đi con rửa cho. Ừ hả. Bây giờ má sửa đi. Hả con rửa đi má sửa.
sửa cho nó đi tới đi học rồi chuẩn bị về trễ rồi. Nó rửa thì má làm. Mở cháo rửa đi. Đây gỏi với mốc nè Bin. Rửa xong đi vô sắp bánh cúng Phật với cúng nội. Chết cha đầy không ta? Được rồi, vậy rửa lần lần. Sáng cha mò hái được cũng bao ha. Chị má sửa đồ cho nó thì tới đi học rồi. Cái đó cái gì vậy con? Lụm đồ chơi trong bà ba, thím ba Phương. Con rửa con trà trà nè. Sạch tài liệu nhẹ nhẹ thôi nha. Để nó dập chanh the rẻ. Vừa nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ thôi. Rửa phụ đi. Bà nội, ủa bà ngoại. Sửa ba cái đồ của con rồi, mốt con đi học rồi, tới đi học tới nơi rồi. Cái gì vậy? Ấy đầu gì vậy? Hãy xích qua đây nè. Xích vô trong đó đó. Xích vô trong đó ngồi. Đối diện làm mốt rồi, nói chuyện với mốt. Kìa bà ngoại, sửa ba cái áo trắng của con đi học kìa. Bị đách hay gì Bin? Mẹ đem về hả? Bị đách hay bị cái gì? Bị lỏng. Lỏng hả? Đi chơi. Út không biết luôn. Ai á? Người lạ. Này giống như Quýt nè. Sao không rửa 2 giờ chơi không ống rồi không? Má thấy đường không má? Thấy chứ. Ủa sao học tủ mới mai để nó mất tiêu trơn rồi? Hôm đó chuột nó rút trong đây nè, rồi mấy con chó nó quần nó banh cái thùng luôn nè. Ủa con chó chung chó đẻ hay sao má? Không có, chuột nó vô trong đây. Rồi con chó nó nghe có... mùi rồi nó cãi cãi hả? Nó nghe mùi rồi nó quào, nó làm nó rách bể cái thùng. Chứ người ta cái thùng ta bao lại. Yeah. Má thấy đường chọt không? Con ấy vô, con thấy đường. Má thấy đường không? Má chọt được không? Thì xó giùm má coi. Con biết con chọt được không? Dạ. Giờ mắt cũng mà căm chá là rồi. Ủa chị hai đem về hồi nào má? Chị hai đem ba đồ của con Bin về hồi nào? Hôm nay mà mắt kêu má nấu cơm cho thợ không quẩn. Rồi nay... Rồi mới lú qua cái chát cho đi dịch nút ra. Mai sửa ấy lại mấy cái quần nó dài thâu lên. Mày mua của trường ha. Rồi á má, con chọt rồi á. Ừ, nhà trường bán. Sao giờ quần áo tập khách thì cũng mua trường bán không, chứ hồi xưa con học là đi ra ngoài chợ mua ở nào cũng được, còn không ba tập sách cũ là học từ lớp trước học xong cái y mượn học, còn giờ mỗi năm học mỗi mua. Hồi xưa chỉ có cái phù hiệu. Ủa không, à phù hiệu cũng mua trước cổng trường ấy. Giờ học tùm lum hết Bin ha. Mẹ con rửa này nè, cầm cái chanh lên vậy nè. Nè, mốt chỉ này, rồi là bắt một trái thôi. Nè, rồi. Cái gì nè. Giáp vòng đưa xuống nước nè. Còn không lấy hai tay, một tay chà như con tắm con kỳ hòm vậy, thấy không? Con kỳ hòm chà chà nè đó. Ừ. Giáp vòng hết luôn cái nhúng cái cho nó ra nước hòm. Bái xình đất đó, còn không. Như mốt như giỏi nè, mốt làm hai tay lượt luôn nè. Con tay một trái. Đó. Còn khúc nào mà gánh gánh cái hai tay, ủa con tay hai trái, bốn trái luôn nghe chưa. Vậy là chút má lựa ra nha. Để nó đi rồi má lựa chứ con đâu biết đâu nữa. Con biết rửa thôi chứ lựa đâu biết lựa nữa. Đây bán người ta chê nữa.
mới mần xíu ngứa chân này không? Vinh biết rửa không? Ừ. Nãy vô con nó có thưa mấy bà cố trong không má? Nãy con không nghe luôn á. Có nó không có thưa không? Có. Nó mốt mà mốt lo làm muốn không nghe. Như hôm nay làm con gọn hay má? Ủa sao không thấy thím ba với thím hai nên? Chắc người ta chưa đi. Biết rồi. Mỗi năm có thím hai nên, thím ba phương chứ gì? Cô hai đậu như năm rồi. Năm rồi có cô hai. Cứ là lẹ giùm Út nè. Chứ nãy giờ có mấy trái ông ơi. Ông ơi ông à. Rửa đi rồi còn dọn. Dọn cho mấy ông nhậu nữa. Cho người ta mấy ông nhậu nữa. Con rửa xong rồi con lại dọn cái bàn sẵn đi. Trên này cuối rồi. Bưng ly bưng. Ủa cha rồi mấy. Cha đi ruộng. Mày hứa vô lại, rửa vô lại mới bỏ vô. Cái này hư, để ngoài luôn. Ủa hết chỉ cái gì nữa rồi má? Hết con suốt. Dạ? Hết suốt, phải đánh suốt. Con gì chứ má? Suốt. Con suốt hả? Suốt này chỉ nằm dưới á. Để đây thì nhanh quá cũng chạy. Rớt tao biết lụm đó lụm nhúng không gần hết rồi nè đây một chút mà vô luôn không gỡ nữa hả không làm biến hả còi này còn hao nè nó đem đây má chỉ cho ủa cái nào cái này ha nè thứ sáu nè ủa còn Trí là ai mấy sơn thợ sơn Trí gì 2-7 nữa là không có này bỏ cái hàng này thì má gạch đi để quên này gạch đại đi viết cho kìa nó không biết rồi má ủa vậy qua thứ sáu chưa ghi bên thứ bảy rồi đó ừ chứ thứ sáu đủ hết luôn ha đủ. Vì bữa nay thứ bảy cũng đủ hết hả? Này là 420 ha. Mới ghi đi. Còn hết này 450 hết. Vậy là mấy ông, 4 ông Sơn là 450 ha. Ừ. Tính ra đi. Đâu điện thoại mới đâu con bé con bấm rồi. Thôi trong phòng á. Là 4 ông Sơn là 450 hả má? Ừ. Lại tính ra giùm Út coi biên sao mà Út không có rành nè. Lại tính phụ mà Út à. 246 246 đâu bấm giùm mở Út coi ừ. Rồi số 6 nhân cho số 4 420 dấu nhân nè
420. Rồi bạn. Rồi móc đi vô nha. Nữa nè, 20. Đó. Đi học là để nó biết làm này nè, đó thấy chưa? Chứ không đi học là đâu biết làm đâu. 1 2 3 4 5 4 6 6 4 5 rưỡi 1 2 3 4 5 6 6 4 5 rưỡi. Rồi tính cho mọi Út coi. Rồi xóa, bấm chữ C là xóa nè. Ừ. Rồi số 6. Số 6 đâu? Rồi bấm số nhân, chữ nhân. Rồi nhân cho 4, 5, 0. 4, 5, 0. Bằng. Bấm chữ bằng nó mới ra kết quả. Ừ nó ra kìa, 2, 7, 0, 0. Rồi bấm giùm một cái là 5 nhân cho 4, 5, 0. 5 nhân, chữ nhân, chữ nhân. 4, 5, 0. 0, bạn. 2, 2, 5, 0. Trời ơi, quét luôn hả trời. Giỏi dữ vậy. Cứ dạ cho nó được rồi á. Sao vậy trời? Thì thấy cứ vợ được rồi mà. Thấy chiều chiều mình giờ quét ba cái bàn rồi đó, thấy giỏi quá trời, cứ vợ được rồi. Có nhà rồi. Về cho mằng mỏi vợ. Nuôi thêm con dâu nữa hả? Trời ơi, như người mẫu hả? Nãy nó ngồi không thấy nó cao, giờ nó đứng mình nó chắc tới tới mắt cá nó quá. Nó mắt cá hơi quá, chắc tới người dài nó. Đốt rồi người ta nằm nóng không? Ta nằm nó nóng không? Xe chú hai. Xác vô. Chú hai kẹo quá. Trời ơi, giờ đi sắp vụ sớm rồi trời. Trời lửa nó cháy đỏ đỏ rồi kìa Bin. Nó phừng phừng đỏ đỏ kìa. Mày đi chơi chứ tao lụm bàn cho bà nội mày hả? Chứ lụm ra để cho tao đốt vậy nè. Tụi sao khóc luôn dữ vậy? Gọi đồng nó. Gọi đồng mà cay mắt đấy ha. Chắc nó sợ. Trời ơi khó quá như bà tiên nè. Đi vô. Vô tính tiền với bà ngoại. Khói quá trời. Để bốt đi coi. Khiên phụ mà Út qua bên nổi không Bin? Ồ chắc không nổi rồi quá. Không nổi không? Dẹp trong đây rồi quá. Quá trời. Mai mốt chắc đầu thai làm dâu nhà giàu. Chứ làm dâu làm nông đồ mệt quá. Khiên bá chanh muốn xỉu luôn. Bin ơi. Bin. Ra gửi cho mốt phụ mốt nè. Còn xíu nó xong nè, lẹ đi. Ha bắt ghế đủ không? Bắt ghế cho mấy ông. Không, à, hai cái nữa hả con? Hai cái nữa đủ rồi Bin. Một cái nữa hả? Anh đây 5 cái rồi nè. Cái nữa đi con. Lẹ lên cho mấy ông, chuẩn bị mấy ông nghỉ rồi. Nè đây cái nè, đây cái nữa được rồi.
cái bà ngoại ngồi mai kìa là đủ rồi. Rồi xuống coi bà ngoại bưng gì, bưng phụ bà ngoại. Rồi mình đi vòng vòng chơi nha, đi hóng mát nữa nè. Lấy nó nghe là nó nghe coi. Vô phụ bà bưng rau với bà ngoại ra kìa, bưng rau ra. Bưng rau với bà ngoại ra. Trời ơi giỏi vậy không? Đó là mằng phụ vậy đó. Nó nghe là múc nó nghe coi. Vô lấy cho múc cái giò đi, giò vịt đó. Đừng nói bà ngoại nha, nha. Trời ơi, hai nhỏ ăn dụng cái tự nhiên cũng hèm ghê trời. Hả? Trời cảm ơn Bin nha. Cho gì, cho giò không? Nó không cho, không cho giò đó hả? Con kia nói giò. Đi biết. Con dùng để bà ngoại phải la. Thôi. Nguyễn Hà Nguyễn đập máy. Thôi. Tổ mới để mà kiến không. Cây có chén không? Sao hết rồi trời? Không gầm chắc kiến mưa nữa quá. Đây hướng mặt trời mọc, nó đen ngồi lù chắc ngoài biển Đông nó mưa rồi. Còn không dưới Gò Công nó mưa về đây. Còn hướng mặt trời lặn với hướng Tây mây mây trong xanh. Anh Vũ không giao nước ai mà chạy này. Kiến quá trời. Dạ dạ lại con xíu nha. Ôi, tiếng mưa rồi. Tiếng mưa rồi mắt. Nè, mưa tới. Thôi ra rửa mấy chén. Trời ơi, nguyên vô trong. Hết mấy chén cho rồi để mưa. Chắc này ông nhá trong trưa mưa quá. Tự nhiên mấy ông nhậu mưa rồi trời.